Ăn hôm nay quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Mùa đá banh tới rồi. Mấy anh em đang ngồi đây chuẩn bị xem trận bóng cho vui nha. Cúp có sẵn luôn nha. Em thấy uy tín chưa? Xem hôm nay chuẩn bị món gì để anh em mình xem đá banh đây. Đây rồi. Mực cá huyền thoại. Mực tươi luôn, quá tươi luôn. Hãy rào ý tí nha anh em. Anh em không thể thiếu món muối ớt chấm nha. Và đặc biệt đây là mắm đục. Mắm đục của team đây. Mắm này trang bún tươi. Ê bà này mua sẵn 5 kg bún tươi rồi nha anh em. Có thơm bèm vô nè. Siêu lò bếp đang đứng bên này luôn. Thêm mấy món nữa. Có 600 ca mà sao làm mà nhiều vậy? Ai bù lỗ? Không có điện lại kèm cho cái gì? Cầm coi cái đầu đây đây anh. Chưa có đốt, có tiêu. Điều này gì? Đùi gà đó. Đùi gà bỏ luôn anh. Ừ, trời. Rồi, đi nha. Anh em không xem năm nay không biết đội nào sẽ là vô địch.